Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Khoan Star. Mình là Thanh Trúc và mình là một thợ xáo quyệt. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more. Oh, then gets empty again. Quay lại với kênh YouTube của Khoan Star lần này thì mình sẽ đến một cái chủ đề có thể là nói là nó nho nhỏ thôi, một phần của cái việc take care của bạn sau khi xỏ. Nhưng mà mình thấy là các bạn đặt cho mình rất là nhiều câu hỏi và diễn ra rất là nhiều tranh cãi giữa cái việc là ăn kiêng hoặc là không ăn kiêng sau khi xỏ khuyên. Câu hỏi thường là các bạn đặt là chị ơi, em có nên ăn kiêng hay không? Có bạn thì vô comment ở trong YouTube của mình thì nói là thời buổi này mà còn ăn kiêng gì nữa, xưa lắm rồi, ăn kiêng thì nó không còn hiện đại nữa. Nhưng mà thực ra là chút chia sẻ với các bạn có hai vấn đề để mình quan tâm với cái việc ăn kiêng hoặc không ăn kiêng ha. Thứ nhất là tùy thuộc vào cơ địa của mỗi bạn thì có nên thực hiện ăn kiêng hay không. Cái thứ hai là sau khi mình bị sưng viêm thì mình có nên ăn kiêng hay không. Đây là hai cái vấn đề mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Rồi, bây giờ mình tới vấn đề số 1 đi. Đó là ăn kiêng sau xỏ khuyên. Mình á, thì khi mà mình xỏ khuyên cho khách xong á, mình cũng có chia sẻ là các bạn có thể ăn kiêng hoặc không ăn kiêng tùy theo cái cơ địa của mỗi bạn. Thì làm sao để mình biết là mình có nên ăn kiêng hay không ăn kiêng, thì những cái món mà mình cần tránh á, thường là những cái món là giống như nếp nè, rau muống, thịt bò, gà và tôm, là năm món này là trong một cái bảng liệt kê ăn kiêng. Thì mình thật sự là không có biết là cơ thể của mình nó có bị dị ứng khi có một cái vết thương nhỏ, thì những cái món này nó có làm cái vết thương của mình sưng tấy hay không, thì mình cũng phải test nha các bạn nha. Ví dụ như bản thân mình không có biết thì mình phải test. Cái việc test là bạn ăn một chút xíu đi, bạn ăn một xôi hay là cái gì đó trong năm món này, thì mình ăn một xí. Rồi mình qua ngày hôm sau thì mình xem cái vết sỏ của mình nó có bị phản ứng hay là sưng viêm hay hoặc là bị có dịch mũ hay không. Nếu cái việc của mình là không có bị dịch mũ thì mình ok, mình ăn thoải mái, không có bị sưng thì mình không cần ăn kiêng. Còn nếu mà bạn nào mình trước giờ ví dụ như mình bị mụn nè, hoặc là mình có bị một vết thương nhỏ mà mình dễ bị sưng viêm khi mà mình ăn năm món mà mình đã liệt kê đó, thì mình sau khi mình xỏ khuyên thì mới đó là mình nên kiêng đi khoảng 1-2 tuần. 1-2 tuần thì bắt đầu vết thương của mình khô ráo rồi, thì mình có thể ăn thoải mái hơn. Nhưng mà đừng thoải mái quá nha, vì mỗi lần mình ăn một chút thôi, giống như gà thì mình đừng ăn một con gà, mình ăn cái cánh thôi cũng chẳng hạn đó. Thì việc ăn kiêng đó thì nó sẽ dễ dàng hơn và không có gây tranh cãi nữa. Thì Trúc cũng muốn giải thích cho các bạn hiểu về vấn đề này, là mình cũng có cách test sau khi xỏ khuyên thì mình có cách chăm sóc tốt hơn cho mình nha. Còn về cái số 2 là sao ta, là không có nên ăn kiêng hay không nếu mà bạn đang bị sưng viêm. Thì vấn đề này thì mình thường là mình chia sẻ với khách hàng của mình sau khi bạn sưng viêm hoặc là bị bâm đó, thì mình trong quá trình điều trị thì mình nên ăn kiêng luôn. Ba món là mình thường khuyên khách hàng nên ăn kiêng, đó là nếp nè, rau muống và tôm. Tại vì sao? Nếp là thường nó tạo ra cái dịch mũ cho mình nè, rau muống là lòi nè, tôm cũng có thể là loại thịt của bạn. Nên thường là mình sau khi mà mình đang điều trị cái sưng viêm thì mình khuyên khách hàng là sẽ không ăn ba món này đó. Thì cái đó là tốt cho mình thôi. Rồi sau khi mà nếu mà vết thương của mình khô ráo rồi á, nó liền mặt rồi, thì mình có thể ăn được lại rồi ha. Đó là hai vấn đề thì mình chia sẻ với các bạn.
Nếu các bạn thấy video clip này hay thì hãy like và subscribe kênh của mình nhé. Xin chào các bạn. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more.